thông báo vừa phát đi của Liên Bộ Tài chính Công Thương cho biết, chu kỳ điều hành giá ra mắt ăn đô lúc này, một chi 10, những món đồ xăng dầu trong nước hàng loạt tăng giá. Mỗi lít xăng Enron 92 tăng 666 đồng, xăng Ron 95 thêm 923 đồng. Các món đồ dầu cũng khá được Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh tăng 424 trừ 829 đồng một lít, tùy loại. Sau điều chỉnh, xăng Enron 92 lên mức tối đa 19.780 đồng lít, xăng Ron 95 là 21.066 đồng. Dầu diesel không đảm bảo hơn 16.638 đồng lít, dầu vỏi 15.786 đồng ăn ma dớt 14.919 đồng. Cùng với đó, liên bộ không thay đổi mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu so với xăng Enron 12 ở mức 100 đồng lít anh giảm mức trích lập quỹ bình ổn so với xăng Enron 15 an những loại dầu xuống mức 300 đồng lít kỳ trước là 400 đồng lít. Đồng thời chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu cho giá xăng Enron 92 là 300 đồng lít, xăng Enron 95 là 500 đồng lít, dầu đi sen 5 sợ là 200 đồng lít, dầu quả là 200 đồng lít, dầu ma dớt là 500 đồng. Lý giải về sự dịch độ giá này, liên bộ cho biết, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ 15 ngày vừa mới qua bình quân tăng từ 6-16, 88% so với kỳ trước. Giá bạn dạng lẻ mớn đồ xăng dầu trong nước từ 18 giờ chiều ngày lúc này tại tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex. Mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu Trước đó, trong lần điều hành giá ra mắt ăn đau ngày 16 tháng 9, giá xăng Enron 92 giảm 109 đồng lít, xăng RON 15 y y giảm 92 đồng lít, dầu diesel 5 sờ giảm 139 đồng lít. Giá dầu gạo được điều chỉnh tăng 35 đồng lít, dầu ma Mazda 1835 sờ tăng 262 đồng. Sau điều chỉnh, giá xăng Enro 12 không đảm bảo hơn 19.114 đồng lít, xăng Ron 15 đi 20.143 đồng lít, dầu đi sen 5 sợ 16.200 đồng lít, dầu quả 15.362 đồng lít, dầu ma dớt 14.090 đồng.